Hi, xin chào anh em, chào mừng anh em đến với kênh Crypto AeDrop. Mình là Tuấn Cơm, mình sẽ hướng dẫn và đồng hành cùng anh em làm những sự kiện AeDrop Mining Giveaway từ những dự án uy tín và chất lượng trên thị trường crypto. Trong video hôm nay, mình xin hướng dẫn anh em tham gia sự kiện AeDrop đến từ dự án Nesper. Về dự án này sẽ tổ chức một sự kiện AeDrop độc quyền dành cho cộng đồng Game FI. Về tổng giải thưởng của sự kiện này lên tới 200.000 token Never, tương ứng với giá trị là 6.000 đô la. Về đây là giá trị IDO đến từ dự án. Về sự kiện sẽ có chỉ có 1.500 suất may mắn, mỗi suất sẽ nhận được là 100 token. Về top 500 người tiền rep, mỗi người sẽ nhận là 100. Top 500 người tiền rep, mỗi người sẽ ăn chắc là 100 token Never. Về để tham gia vào sự kiện AeDrop đến từ dự án Nesper trên cộng đồng GameFi, anh em click vào link mình để phía dưới phần mô tả video. Về sự kiện sẽ kết thúc vào ngày 1 tháng 5. Tiếp theo anh em tiến hành điền lại thông tin của mình trên form này. Đầu tiên anh em tiến hành nhập hạ về tên của mình, sau đó là địa chỉ email, tiếp theo là địa chỉ ví. Rồi sau đó anh em tiến hành điền username Twitter, username account Telegram. Rồi anh em tiến hành copy username Telegram, rồi anh em gửi vào form. Sau đó anh em tiến hành làm các nhiệm vụ trang mạng xã hội. Đầu tiên anh em tiến hành follow cộng đồng GameFi trên Twitter, rồi follow dự án trên Twitter. Rồi sau đó anh em tiến hành retweet và bot. Tiếp theo anh em tiến hành tham gia cộng đồng Telegram của tất cả dự án này. Đầu tiên là cộng đồng GameFi. Rồi anh em tiến hành join group và channel. Rồi sau khi join xong anh em tiến hành continue để xác thực. Rồi cộng đồng dự án Evos. Rồi anh em tiến hành xác thực để vào nhóm. Sau đó anh em tiến hành follow fanpage. Rồi anh em tiến hành nhập địa chỉ email của mình vào đây. Rồi anh em tiến hành subscribe. Sau đó anh em tiến hành làm nhiệm vụ subscribe hai kênh YouTube của dự án. Đầu tiên là dự án GameFi kênh này. Rồi dự án Nesper. Sau đó anh em tiến hành rồi tiếp theo anh em tiến hành post một bài post mà dự án yêu cầu ở trên Twitter hoặc là Facebook của mình. Rồi anh em tiến hành copy bài post này. Rồi anh em vào trên Twitter của mình. Rồi anh em tiến hành đăng bài post này lên. Cái mục này
Anh em đợi mình đấy à? Đêm nay đang liên kết từ sau 21 này. Vâng, có thiệp. Đang liên kết file này. Rồi ok ạ. À. Rồi anh em Tiến Thanh đang một bài post nói về kiểm nghĩ của anh em về dự án Nextver này trên Twitter hoặc là Facebook của anh em. Sau đó anh em bắt buộc phải gắn thị các hashtag mà dự án đặt ra. Về sau đó anh em Tiến Thanh chia sẻ link mình để post nêu kiểm nghĩ của mình về dự án. Rồi. Đầu tiên anh em để mình copy hashtag như thế nào, post rồi, ok. Rồi mình sẽ nêu kiểm nghĩ. Rồi, sau đó anh em tiến hành gửi vào một cái gắn thẻ bên của bạn rồi. Rồi không cần phải gắn thẻ bạn bè của mình. Sau đó anh em tiến hành tweet lại. Tiếp theo anh em tiến hành vào trang cá nhân. Anh em vào một tweet về câu trả lời. Anh em tiến hành copy link bài post này. Rồi sau đó anh em gửi vào form nhiệm vụ. B để nhận thêm phần thưởng từ sự kiện, anh em có thể copy lên rep của anh em và bạn bè, người thân của anh em tham gia để nhận thêm phần thưởng từ dự án này. Vậy là mình để hướng dẫn anh em tham gia sự kiện airdrop đến từ dự án Nextver trên cộng đồng là GameFI. Trước khi kết thúc video tại đây, mình xin chúc anh em sẽ may mắn nhận được token miễn phí từ dự án này. Đồng thời anh em nhớ để lại một like và một comment để ủng hộ kênh mình. Cảm ơn anh em rất nhiều.